Kính thưa quý vị và các bạn học viên, trong những buổi tiệc sinh nhật hay những cuộc vui liên hoan, chúng ta bắt gặp đâu đó hình ảnh chiếc bánh kem bắp nhẹ nhàng, tinh tế, hương thơm, dịu dàng với những trái cây được trang trí sinh động và bắt mắt. Và làm thế nào để có một chiếc bánh kem xinh xắn như vậy trong buổi tiệc của gia đình chính mình hay cho những khách hàng, người thân yêu? Bánh kem bắp không quá khó, không cần phải quá khéo tay, chỉ cần yêu thích và có lòng đam mê, các bạn sẽ được trải nghiệm với những điều thú vị từ bánh kem bắp mang lại. Đến với khóa học này, Lan Nghi sẽ giới thiệu tới tất cả quý vị và các bạn cách nướng cốt bánh bông lan như thế nào để vững thành, mềm, xốp, ngon. Cách làm sốt bắp đậm đà, khó quên. Cách mix kem bắp với sốt bắp với nhau. Cách để đề co một chiếc bánh kem bắp như thế nào. Đó là những bước cơ bản. Ngoài ra, Lan Nghi còn hướng dẫn các bạn cách để hiểu lò nướng và các kỹ thuật nướng bánh bông lan. Hy vọng rằng khóa học này sẽ mang đến cho tất cả quý vị và các bạn những trải nghiệm thú vị và mới mẻ.